Rồi chào tất cả, chào tất cả anh em đến với kênh bonsai Tiền Giang nha. Đó, hôm nay quay giao lưu với anh em một cây sâm núi trái. Đó, cây nằm chậu luôn nha anh em, cây dáng đổ nha. Để quay xa xong rồi quay gần chi tiết lại cho anh em xem nha. Đó, cây thuần chậu luôn, thì cây thuần chậu sống khỏe nha, cây nằm chậu 20 mấy năm rồi nha anh em. Ôm cục đá luôn nè, đây để nó ôm nguyên cục đá nha. Nó nằm chậu cứng ngắc luôn rồi nè. Đó, cây ôm đá nha. Đó, vàng xương cực kỳ già luôn. Đó, sâm núi trái cực kỳ, giá cực kỳ sinh viên cho anh em chơi luôn. Đó, tàn đổ nha anh em, cây dán đổ nha. Đó, quay từ từ cho anh em xem nha. Có hổm có một số cây anh em nói em quay nhanh quá. Đây, ôm cục đá nha anh em. Cây này ôm đá nha, nằm chậu ôm đá luôn. Đó, tàn đổ tầm 1,5 m nha. Đó, chiều cao chắc khoảng 2-4-6 tấc. Đó, cây dáng đổ khoảng 1,5 m nha, từ đây đến chỗ cuối cùng nha anh em. Đó, hoành eo khoảng 15. Đó, vàng xương cực kỳ già luôn rồi, hoành eo ở đây là khoảng 15 nè. Đó, anh em xem cái bộ đế đó nha, chi cành luôn cho anh em xem cho rõ nha. Đó, để ôm đá nè, cây nằm chậu 10 mấy 20 năm rồi nha. Sâm núi trái cực kỳ già, nó dáng đổ cái thân đổ này anh em. Đó, anh em có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872. Cây ở Cai Lậy Tiền Giang nha anh em. Nè, em có trái luôn cho anh em xem tận. Đó, đây cây đang có trái luôn nè. Đó, trái này nha anh em. Đó, quay về cho anh em thấy rõ luôn, cho anh em khỏi thắc mắc là sâm bông hay là sâm trái, đang ra trái rất nhiều luôn nè, đang lú trái nè. Đây nè. Đó, đây trái nhỏ còn luôn nè. Nè, đây có trái trên cây luôn cho anh em xem nha. Đó, đó sâm trái 100% luôn, cho anh em khỏi thắc mắc nha. Sâm trái 100% nha anh em. Chiều đổ khoảng 1,5 m nha, và neo nó tầm 15, và neo cũ 15 nha. Đây, đây cây 15. Nó cao khoảng 6 tấc, nó cây cực kỳ già luôn. Nằm chậu 20 năm rồi, ôm đá luôn. Nó quay một lần nữa cho anh em xem nha. Xương rất là già luôn rồi. Đó, này thả vậy anh em bệnh sơ lại là chơi thôi, không cần làm gì nữa hết. Đó, bệnh sơ sơ lại là chơi thôi nha anh em, hoặc là để vậy tỉa luôn là chơi thôi nha. Hàng này hiếm có, khó tìm nha anh em, lâu lâu mới có một cây nha, dán đổ già nằm chậu sẵn nữa. Đó, trong núi về mình trồng ngoài vườn rất là khó bứng nha anh em, tỷ lệ sống không có cao, cây nằm chậu về là rất là ít luôn. Rồi anh em có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha. Em xem thấy anh chị em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bonsai Tiền Giang. Rồi chào tất cả anh em nha.